Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Hiệp lại sẽ tiếp tục cho các bạn ấy trong cái giống hành hướng mọi người ạ. Tại vì hành hướng ở bên này thì bán thì khá là mắc ấy, với cả là dân họ cũng tiêu thụ rất là nhanh, nên là mình cũng quyết định trồng thêm một ít luống nữa ấy, mọi người. Đợt trước thì mình cũng đã trồng được 5 luống rồi mọi người ạ, 4 luống phía trước và 1 luống phía sau ấy. Thì mình cũng thấy là cái mùa này nó lên cũng khá là đẹp ấy, nên là mình cũng sẽ quyết định tiếp tục trồng thêm một vài luống nữa để mà sau này có mà bán á mọi người. Ở xung quanh cái chỗ mình đây là cái khu vực mà mình đã cho trồng bắp cải này. Bắp cải bữa nay là nó bén lên rồi, nhìn nó cũng khá là xanh, khá là đẹp luôn đấy. Đấy, bắp cải và cải Trun Suda, ở phía trên này là cải Trun Suda này. Hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với mọi người là cái giống bắp cải thì mình cũng có trồng xen với cả là hành tây vào ấy, trồng hành tây xen vào đấy ấy. Hành tây thì mình cũng đã trồng được khoảng 5-6 ngày gì phải. Thử xem là hành tây đã lên chưa nha mọi người. Đây. Cái giống hành tây thì bây giờ mình cũng đã thấy là nó lùn phún lên đây này. Ở đây này, không biết là nhỏ như thế này thì quý vị khán giả có nhìn rõ hay không. Đây. Đấy, nó bắt đầu lên này. Chỗ này cũng vậy này. Nó lên khá là đẹp đấy mọi người. Đấy. Đấy, bằng này đây. Nói chung là đẹp rồi mọi người ạ. Đấy, hành tây nó cũng bắt đầu lên đây. Cái cỏ thì bây giờ nó mọc cũng khá là nhiều, nhưng mà mình cũng phải chơi cho hành nó vượt lên đây, nó cao hẳn đây, nó vượt lên đây thì lúc đấy mình mới tiến hành là nhổ cỏ. Tại vì bây giờ mà nhổ các bạn không biết là nhổ mất cái hành tây đi ấy, nó lại hư mất. Cái giống bắp cải nhà mình thì bây giờ nó cũng lên khá là đẹp rồi này. Đấy. Đẹp rất là đẹp rồi đấy. Hầu như cái nào cũng vực rồi, cũng xanh này. Hy vọng là mùa này bắp cải là ok. Chứ mùa trước thì bắp cải nó cũng không thấy cuồn mà nó bị sâu bệnh nó cũng nhiều á mọi người. Đấy. Cái khu vực mà hành hướng thì mình sẽ cho các bạn ấy trong ngay cái chỗ mà hôm trước mình thu hoạch cái giống xà lách ấy. Giống xà lách sau khi thu hoạch thì còn được vài luống đang còn trồng ở sau ấy, thì mình bây giờ là trồng hành hướng vào đấy luôn. Ở phía sau này thì hôm trước mình cũng có trồng một cái luống hành hướng ấy, thì thấy nó lên rất là tốt, nên là mình cũng quyết định là trồng ở phía sau đấy. Mình ở đây có một bãi rau thì la này, nhìn nó rất là đẹp luôn mọi người. Đấy. Hôm trước là nhà mình để giống một cây thôi đấy, mà bây giờ kiểu như hoa nó rượt xuống ấy, nó lên này, nhìn đẹp không? Cái này mà có cá mọi người, cá áo ấy, chẳng hạn như cá chấm hay là cá chép gì đấy mà nấu thì bỏ cái rau thì la này vào ăn rất là thơm luôn. Cái chỗ này là cái chỗ mà hôm trước là mình đã cho trong cái giống rau xà lách cho mọi người. Bạch Dơi. Hola, xin chào, cảm ơn, đây là Bạch Dơi. Tôi đúng vậy nhé. Tôi đúng vậy, chef. Hôm nay, cái xa xin bún nít tôi. Sì, cái xa xin bún nít. Bạn nói cho bà, nai vi xa. Yeah. Những cái xà lách không trước ra ấy, mọi người mình để làm giống này. Bây giờ nó nhìn lên hoa lên đô nhìn rất là đẹp luôn. Đây này, đấy. Từng này thì giống với cả là một cái luống ở phía bên kia mình để lại ấy. Đấy, cái luống bên này này. Thì tháo giống để mà ấy luôn. Để mà trồng luôn. Chỗ này là cái chỗ mà hôm trước là còn một ít cái rau xà lách mình đem ra mình trồng ấy. Bây giờ nó cũng tốt chưa này. Nó tụt lụt luôn đấy. Rất là to. Lý, Lý chào kìa. Lý. Chào kìa, đưa tay chào. 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 Cathy. Chào cả bạn, tôi là Cathy. À, Sabe, Mimi. Chào mọi người. Ừ. Hiện tại thì Mimi cũng đang cho cắt cái đầu của cái củ hành ấy để cho nó mọc lên cho nhanh nha mọi người. Đây này, cái đầu này này. Hành này là em mua mấy bữa đấy, dễ em ủ quá cho nó lên rễ đây này. Ừ. Đấy, lên rễ như thế này là có lẽ là trông sẽ nhanh hơn đúng không? Dạ. Cắt tí cột ta poco poco nên nó entra muy duro. Cắt vừa vừa thôi. Lúc này chia đưa chia cắt rễ luôn. À. Ngoài ra thì hôm trước mình cũng có mua được một số cái loại giống ấy, thì hôm nay mình cũng sẽ cho trồng. Đây là cây giống mà không biết là phải là rau mùi không, tại vì thấy người dân ở bên này họ cũng gọi là giống xa xa ấy, đúng không em? Dạ,
rau mùi Tây đấy anh. Cái rau mùi này là của rau mùi Tây mà người, rau mùi mà của người châu Âu nhập vào ấy. Để cái rau mùi này thì cũng rất là thơm. Họ thường nấu các cái món Tây rồi họ bỏ vào ấy. Thì hôm nay nhà mình cũng sẽ tiến hành là trong cái rau mùi này. Cati. Tu đu xong rồi kì. Hôm nay Cati tiến hành thu hoạch ớt cho mọi người. Được từng ngày rồi này. Cái ớt mùa này thì kiểu như là cái cây nó cũng cằn cỗi rồi, kiểu như già rồi hay sao ấy, nên là cái trái ớt nó cũng không được dai, không được to như mấy cái đợt đầu ấy. Ok Lý. Ok. Hả? À? Ok. À, cười suốt ngày ấy, ngoan ấy nhỉ. Vamos. Đi trồng. Đây, đi. Ê, trồng. Vamos planta này. Bên này là cái luống hành hướng mà mình hôm trước có trồng á mọi người. Bây giờ nhìn nó cũng lên rất là đẹp luôn này. Đây này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nhất là ở cái khu vực giữa này, khu vực giữa này thì cái cây bây giờ nó lên rất là cao. Nếu mà khoảng tầm độ đó găng tay mình đây thì cái nhánh dài nhất là hơn 40 phân đấy đấy. Và cái kiểu như cái thân ở dưới gốc này mọi người là nó phải to hơn cả cái ngón tay út của mình này. Đấy. Mà một củ này là nó ra 4-5 nhánh ấy. Nhìn rất là đẹp. Bên này cũng vậy này. Hành hướng thì mình lại tiếp tục trồng ở những cái luống chỗ này. Manuel. Hola, te chaca banto y la Manuel. Na faze mai aqui tudo já aqui frente. Vou fazer meu com uma banga grande, se depois ainda tô fazendo isso. Fica assim não chega. Vai chegar, vai. Yeah. Para não depois não voltar mais uma vez, tá vendo? Sim, sim. Qua một số cây xà lách ở phía bên kia mà hôm trước mình để làm giống ấy, thì mình cũng để bên phía bên này một luống luôn làm giống. Thì mình nghĩ là xà lách thì tháo giống để mà trồng cho cái vụ tới ấy, mọi người. Đây này. Bữa nay là cũng gọi là ra hoa hết đấy. Mình có cái quả gấc này mà từ cái lúc mà mình từ cái lúc mà lâu tới bây giờ mà mình mãi mà không thể nó chín nữa mọi người. Không biết là cái quả này là phải mấy tháng nên nó mới chín đây. Từ hôm đấy tới bây giờ là nó cũng cứ màu xanh như thế này và cảm giác là nó không to hơn được chút nào nữa ấy. Nó chỉ bằng đứng này. Và cái vỏ của nó là kiểu như nó mới chuyển qua màu vàng một chút đấy. Chưa thấy cái hiện tượng chín ấy. Xuất chuột của nhà mình thì mùa này trông cũng cảm thấy là nó không được tốt đó mọi người. Không biết là do đất hay là do khí hậu hay là như thế nào ấy. Trời lành hay sao là trông nó không thể lên tốt ấy. Hầu như là cái dưa chuột nào mình cũng thấy nó rất là tui mọi người ạ. Đấy, tui và cái quả của nó, mặc dù ra quả rồi nhưng mà cái quả của nó cũng bị téo ấy. Ở đây thì có một cái cây này nó mọc cũng khá là cao này. Đấy, nó cũng có quả đấy đấy, quả bé bé đấy mọi người. Đấy. Ngoài ra thì những cái cây nhỏ nhỏ này thì nó đã ra quả đấy đấy. Ra quả và ra hoa nhưng mà cái quả của nó bị téo này mọi người. Đấy, nó téo như thế này. Đây này, ở phía bên này cũng vậy này. Cái dưa chuột này thì hôm trước là cái lúc mà trồng xong khoảng tầm độ 1-2 tuần gì đấy là nhà mình cũng có bón thêm đạm á mọi người, nhưng mà không hiểu sao là nó không lên nổi luôn đấy. Những cái cây như thế này nó đã có quả hết rồi nhưng mà nó quả của nó không được đẹp ấy. Đây cái này cũng vậy này. Hy vọng là cái đợt này cái dưa chuột nó bực được rồi, nó vươn được rồi thì mình cũng có cái thu hoạch về quả mọi người. Chứ đợt trước mình trồng hai đợt vừa rồi đấy là cái dưa chuột nó gọi là chán chả buồn nói mọi người. Ngày hôm nay thì các bạn cũng đang tiếp tục cái công việc là san cái đất ở phía sau bờ hồ mọi người. Tại vì ở phía sau đấy là hiện tại là đang phải bơm nước lên đấy. Bơm xong một buổi sáng bơm nước lên là buổi chiều mới là tiến hành gọi là đào được á. Nên là cũng đang cho các bạn ấy bán cho nó thấp để mà mình
đưa đất ở phía dưới lên cho nó khỏe mọi người. Trông như thế này có sữa quá không em? Không sữa đâu anh, đến khi nó nở những cái cùm to á, là vừa đấy. Trông ý như kiểu hang với hang cách nhau ấy, nó sữa quá không? Không ạ, như mình bên kia mình trông á, nó cũng vừa đấy. Bật giờ cứ nhìn mình là cười, không hiểu rồi. Você tá com a nuvem chefe e sempre de assim burro. Fala. Pensar que era me abusar. Nada, chefe. Eu gostava do chefe quando fazia filme já. A filmar. Então eu tenho que morar dentro. Eu gostava de morar aqui. Eu tô acostumado a morar já assim quando o chefe tá me fazendo vídeo. Chega, tá muito apertado. O galinha tá coisa, grita muito, assim vai fazer ovo. Sim, chefe. Né? Sim. Ah. Não ovo được 3 trứng nữa né? Não ovo được 3 trứng à? Dạ. Từ lúc mà mình nuôi gà tới bây giờ là cái đợt đầu tiên là về là vẫn có đẻ mọi người, nhưng mà nuôi một thời gian dài làm tới vừa rồi đấy là nó mới bắt đầu lại mới đẻ lại này. Có thể là gà kiểu như mình nhốt trong chuồng nhiều quá ấy, nó không có đẻ mọi người. José Antonio saiu, né? José Antonio saiu, né, Bazan? Sim, José Antonio saiu e resolveu o problema da escola matricular das crianças. Ah. Đúng rồi đấy, đợt này đang nhập học cho trẻ con đấy. Ừ. Với cả là chắc là ngày hôm qua bà này có nhận được quà ấy. Dạ. Chắc là cũng đưa về cất cho nó an toàn. Bạn ơi, você sabe isso cebola uma bạn đây quan thế? Barro de cebola. Tem, depende de barro. Isso cebola? É, depende. Barro da vez. Dois mil. Depende. Dois sabe mil? Quanto é? Eu como era 7.500. Agora você subiu já? Sim, subiu. Agora tudo coisa tá caindo. Mesmo tomate. Antes, taxa, isso. Taxa de tomate antes foi 12.000, 15. Não, antes com isso tempo, né? Tomate só caixa 5.000 e 6.000. Antes, isso tempo. Não, temos chuva mais caro. Temos isso 5.000 e 7.000. Agora dos 8.000. Tem um tempo que a caixa estava mora 1.500. Bem barato. Isso ano não tem nada desceu. Tudo bem caro, né? Bem caro. Barra de cabanha era 8.000, agora acho. Agora 20.000. Barro? É. Mấy năm trước ấy, cứ tới cái mùa khô ấy, thì thường là những cái nông sản ấy, nó lại rẻ mọi người, tại vì họ làm được ấy, họ trồng được, họ bán được ấy, rau rứa rồi thì hành hùng cả kiểu ấy, rồi sắn xìa cả kiểu thì nó rẻ. Thì tới mùa mưa thì thường là nó đắt, nhưng mà năm nay cả mùa mưa với cả mùa khô thì thấy giá nó cũng như nhau ấy, nó cũng đắt cả mọi người, kiểu như vật giá bây giờ nó lên mạnh ấy. Với là do giá rau tăng rồi anh ấy. Vận chuyển nó khó á. Então que nós começamos vendendo mais caro ainda. Hã? Aqui. Barra de tomate, cebola, caixa de repolho, assim, nós começamos vendendo mais caro. Yeah. Vai vender mais caro, né? Aqui mais caro. Tá bom, se tem muito, eu também ganho muito. Sim. Không biết ở phía sau các bạn là đau chưa nhỉ? Chưa em ạ, ở sau kia đang còn tiến hành bơm nước ấy, bơm nước. Chắc là phải mất cả buổi sáng nay xong rồi buổi chiều các bạn ấy mới tiến hành đào sau ấy. Dạ. Ừ. À chị, vậy thì là area C quý á. Tô phát dễ coi ra. Mình thấy aqui. E... Chalsa. Và mê tí cimento. Thank you.
buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn bắt đầu tiến hành cái công việc là đào hoa mọi người. Đấy, buổi sáng, tại vì buổi sáng là mình phải bơm nước lên này. Đấy, sáng nay là các bạn cũng săn được cái chỗ này này, chỗ phân bơ ấy. Bây giờ những cái phân bơ rất là đẹp luôn, bằng phẳng ấy. Thì hiện tại như thế này thì các bạn ở trên này thì đón cái những cái viên đất ở phía dưới lên này thì nó dễ dàng hơn này. Đấy. Đấy, hiện tại là mình cũng đang cho các bạn ấy là làm theo cái hình thức là chuyên tay ấy, mọi người. Đấy. Chẳng hạn như Manuel ở phía dưới kia này, với cả là Carica là sẽ sắn xong rồi thì các bạn ấy là chuyên lên trên này. Đấy, chuyên lên phía trên này như thế này thì cũng rất là nhanh. Mình thì mình cũng muốn thử nghiệm cái gọi là dùng cái tấm ván đó mọi người, tấm ván để mà bác ở phía dưới này này, xong rồi trượt vào ở trong bờ xong rồi đưa lên đấy. Cái đấy là một cái cách làm mà mình nghĩ rất là hay luôn, nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa có ván đó mọi người. Có ván nhưng mà ván kiểu như là nó ngắn quá ấy, nên là mình cũng chưa thể sử dụng theo cái cách đấy được á. Mình thì mình đang nhờ người họ kiểm cho cái tấm ván khoảng tầm độ 5-6 mét gì đấy. Đấy, dùng cái tấm ván đấy thì khi mình trượt ra thì nó ok hơn. Bây giờ là sẵn cục nào ra cục này rồi, nói chung là phải mất một ngày đấy, hai buổi mình xuống mình gọi là hướng dẫn các bạn ấy làm ấy. Bây giờ là ok đây này. Đấy, sẵn cục nào ra cục này này, các bạn chuyên lên như thế này. Đấy, ở đây là cái phần này là bây giờ hồi sáng này là các bạn bán này, bây giờ là ném hẳn cục đất ra ngoài này, này. Đấy, bữa sau là những cái cục đất mà nó ở phần cao thế này là mình sẽ tận dụng là làm gạch luôn này. Đấy, đóng gạch là dùng cái đất này đóng luôn. Ê. Arabido nè. Tốt lắm. Ừ. Hôm trước là cả ông ấy vẫn đang còn cãi với mình là làm cái cách này nó mệt hơn và nó mất thời gian hơn đấy. Bây giờ bữa nay là mới gọi là mục sở thi. Bà giới ai kia lê đia pha la yêu sư mai tra ra nè. Hả? Agora mais rápido. Mais rápido. Aquele dia não é você falar isso, tá atrasado? Tá fazendo mais rápido, porque tá mostrando um tirafe, né? Porque tá uma tirafe, não será de tirafe. Eu tiro um, vai meter de atrasamento. Hầu như là hôm bữa lá. Cả bạn nào cũng là nói là làm cái này nó mất công hơn. Quando mình nào trabalhar aqui vai casa também usar nessa forma trabalhar, tá vendo? Se cavar uma coisa. Sim, usar isso, fazer rápido, né? Quando terminar a praia, o almoço. Banhar, beber. Sim. Yeah? Dançar, beber, comer. ông này tiểu thật đấy, đang đứng đấy là tự nhiên rớt luôn. Bông. Ê, để vào cả. Ngay cái đoạn đất này là cái đoạn đất mà cát ra mọi người, ở phần trên là cát này, nên là khi sắn nó là nó bể hết. Đấy, mới đào một con một chút thôi mà nó cũng được khá là nhiều ấy, rất là rộng ấy. Hôm bữa mà để mà tính ra là 6 người, 6 đến 8 người thì họ nếu mà xúc được một cái lớp này này, chẳng hạn như một lớp đất này là 6 tới 8 người là phải đào mất một ngày này, xong rồi là phải xúc nhánh đi là 4 ngày, còn chậm là 5 ngày, phải 5 ngày là mới gọi là hết được một cái lớp này đấy. Đấy.
mà làm thì rất là mệt luôn, sụt khi hất lên này nó rất là mệt. Bữa nay thì nhà mình có cái máy đào đất này thì các bạn đã làm rất là nhanh này, chẳng hạn như kiểu cái cuống này là ngày hôm qua là làm một buổi này, buổi sáng ngày hôm nay là phải bơm nước lên này, bây giờ là nói chung là mới làm được khoảng tầm đâu một tiếng tiếng rưỡi gì đấy là nó đã ra được gần được một nửa cái hồ rồi đấy, rất là nhanh. Você caiu assim na água no frio? Vai rơi teu đấy. Tá aí onde? Đấy. Nhảy cho bẩn nhau bây giờ đi rửa. Đây, ở trên này là những cục đất mà được đưa lên đây là hất hẳn, cả bàn là vứt hẳn ở đằng phía sau luôn đấy, là đỡ mất công gọi là phải xúc ra một lượt như thế này nữa này, chẳng hạn như bên kia là anh Kinh anh phải là xúc bơ ra ấy, mọi người đấy, càng lúc càng xuống sâu thì cái lượng nước nó càng nhiều mọi người đấy này, chẳng hạn như ở phía cái chỗ mà hôm bữa mình nói ngay cái góc này này, cái phân bơ đấy là bây giờ càng sâu xuống thì cái mạch nó lên càng nhiều mọi người đấy. Nên là cái mỗi ngày là cái lượng nước mà bơm lên ấy, với cái máy bơm của mình kia là bơm rất là chậm luôn. Như hôm qua là phải bơm 3 tiếng rưỡi thì ngày hôm nay là bơm mất cả là 4 tiếng mới hết được cái này. Buổi sáng nay thì mình cả bàn ấy là săn bơ thì từ chiều nay là gọi là mới hết nước để mà xuống dưới này đấy, xuống dưới để mà săn đất đấy. Đấy. Hết thì không phải hết đâu, tại vì cái mạch ở phía trên kia nó liên tục chảy xuống ấy. Quay bomba bem amanhã fazer comida, bom comida para comer. Bomba bem, amanhã vamos coisa, vamos comer galinha, já? Ai, vai dizer isso. Lâu lắm rồi thì mình cũng không còn nấu nướng cho các bạn ăn này, tại vì mình kiểu như là mình bận bịu quá mọi người, nên là không có cái thời gian. Thường là mình xuống dưới nông trại là mình xuống buổi chiều ấy, thì cái tâm đấy là cái tâm các bạn đã dùng bữa trưa rồi ấy, nên là mình cũng không có cái thời gian để nấu ấy mọi người. Đấy, công việc mình thì hầu như là bận vào buổi sáng ấy, nên là thường là xuống nông trại thì mình xuống vào buổi chiều ấy. Cũng khá là lâu rồi mình không có nấu nướng gì cho các bạn ấy, thì nên bây giờ nói sẽ nấu cho các bạn ấy, thì các bạn rất là vui đấy. Se tem alguma coisa lodo uma sobrar aqui, né? Também pode usar coisa para tirar, já? Vamos usar. Fazer igual Leandro fazer nesse lado, né? Já? Tại cái vùng đất này là cái vùng đất mà có sỏi ấy nè mọi người, đâm ra là cũng có một số chỗ ấy, nó kiểu như khi mình sắn thì nó sẽ rơi ra ấy, mọi người, nó rơi nó không thành cục ấy. Đấy, ở phía trên kia là một vùng đất mà ngày trước đào rồi bây giờ chưa có xúc đây này. Đấy.
Aquí no te empezó a vender tabua tipo 6 metros, ¿no? Tabua de 6 metros. Tem pessoa que vende. Ah. Mas é difícil, tem que questão de procurar. Difícil, né? Só. É só mais tipo. 4. Não, tábua mesmo, tábua. Uma tábua assim. Tábua batida, batida. Ah. É uma mercenaria mesmo. Sim. Tipo. Olha quantos de nevendo, mas ainda não dá. Tábua que dá pra fazer também pelo caboclo. Já, aquele mesmo. Sim. Aqui só tem 4 metros, 3 metros, 4 metros só. Eu quero 6 metros para poder fazer lá, tá vendo? Meter lá no meio, muito longe, né? Meter tábua, depois você cortar terra, depois meter lá em cima para ele cair. Cair fora aqui no bar, aqui, pessoa só pegar aqui e meter lá em cima. É assim mais rápido. Nếu như mà có cái tấm ván dai, mình có thể là trượt những cái viên đất đấy ở giữa hồ mà trượt vào trong bờ này, thì các bạn làm rất là nhanh luôn. Cái đấy thì nó lời công rất là nhiều mọi người, nhưng mà mình không có. Mình đã dặn với cả một cái anh mà họ đi xẻ gỗ ấy, nếu mà không có cái tấm ván dai như thế thì chắc là mình cũng ghép hai cái tấm ván ngắn lại với nhau, chắc là cũng được. Mình sẽ ghép hai cái tấm ván ngắn với nhau để cho các bạn trượt ra cho nó nhanh. Làm như thế này mùa này nó kiểu như là trời rất là lạnh luôn mọi người. Buổi chiều này, đây là buổi chiều nhưng mà trời nó kiểu như dạng âm u mọi người, nó lạnh lắm. Mà các bạn ấy làm ở dưới hồ này rất là vất vả. Mình cũng quyết định làm cái hồ này nó nông nông thôi, nó cạn thôi, chứ không cần phải làm sâu ạ. Nhiều khán giả có góp ý với mình là ở phía giữa hồ thì mình đào sâu sâu cho nó như kiểu cái lòng chảo ở giữa ấy. Thế mình chắc là mình cũng làm theo cái đấy cho nó nhanh cho các bạn đỡ vất vả. mùa này xuống hồ lạnh lắm. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đấy nha mọi người. Mọi người nếu cho Hiệp một đăng ký kênh, một like, một share để giúp cho kênh Hiệp phát triển hơn nha. Xin chào. Hola. Xin chào.